Chào mừng các bạn đến với S Channel. Chúng ta đã biết tới Nomi 3S, một chiếc điện thoại rất ấn tượng với mức giá là 3,5 triệu. Nhưng biết là một chuyện, câu hỏi đặt ra là liệu chiếc điện thoại này có đáng mua, đáng sở hữu hay không? Thì câu trả lời của mình là có, thậm chí đây là một chiếc điện thoại đáng mua nhất trong tầm giá này. Sau đây là những lý do chứng minh cho điều đó. Lý do nhẹ nhàng đầu tiên đó là phụ kiện. Ngay cả những hãng nổi tiếng xông xênh về phụ kiện như là Lenovo thì chắc cũng phải tự kiểm điểm bản thân của mình khi mà để một anh chàng lính mới vượt qua mình trong khoản chăm sóc khách hàng. Ngoài sạc và cáp, máy được trang bị tai nghe với dây bẹt chống rối cùng với tận hai ốp lưng. Một ốp dạng flip cover và một cái ốp là nhựa cứng dạng nhám cho chúng ta tha hồ lựa chọn. Ví dụ như là những chiếc điện thoại Lumia tầm giá này của Microsoft vốn đã được coi là có giá tốt rồi thì trong hộp thậm chí chỉ có một cái sạc trơ trọi. So sánh như vậy để có thể thấy rằng hãng Nomi nịnh khách hàng của mình tốt tới mức nào. Còn về mặt thiết kế là ở phân khúc giá rẻ nhưng Nomi 3S không hề được thiết kế một cách qua loa. Trái lại thì ngay từ cái hộp với màu sắc và cách trình bày hộp đã có vẻ rất cao cấp. Rất khó để có ai lần đầu tiên nhìn vào cái hộp này lại không bất ngờ vì giá của nó. Còn về chiếc điện thoại của chúng ta, vẻ đẹp của máy sẽ được gói gọn trong hai từ: sang trọng và cứng cáp. Máy được trang bị một lớp vỏ kim loại cực kỳ cao cấp được cắt gọt hoàn hảo. Càng nhìn càng không thể tin được là nó có mức giá rẻ tới như vậy. Ở chất liệu làm nên vỏ máy vốn đã dày dặn nhưng những nét cắt kim cương lại cũng rất tỉ mỉ và sắc sảo. Tuy ngôn ngữ thiết kế của máy không quá mới nhưng theo mình thì đây cũng đủ tạo nên cảm giác sang trọng và cứng cáp, khiến cho chúng ta khi cầm vào cảm thấy rất đã tay. Hai mặt kính của máy là kính cường lực đặc biệt, có thể chịu được va đập rất lớn. Các bạn cũng đã có thể thấy rõ khả năng đóng đinh của máy khi mà xem clip mở hộp rồi. Như vậy thì ở khâu thiết kế, Nomi một lần nữa gần như là không có đối thủ trong phân khúc. Bởi vì với cái mức giá này, chúng ta chắc sẽ chỉ có thể có những chiếc điện thoại vỏ nhựa mà thôi. Tiếp theo đó là về nền tảng phần cứng của máy. Thực ra thì ở tầm giá này, hầu như các máy điện thoại đến từ Trung Quốc đều có cấu hình na ná nhau. Của Nomi 3S thì cũng không ngoại lệ. Máy được trang bị chip xử lý MediaTek MT6582, lõi tứ xung nhịp 1.3GHz. RAM của máy khá là khiêm tốn, chỉ có 1GB thôi. Camera chính có độ phân giải là 8MP, camera sau có độ phân giải là 2MP. Được hãng quảng cáo là sử dụng công nghệ của Sony. Nhiên điểm nổi bật của Nomi 3S đó là màn hình với độ phân giải HD, tấm nền IPS cho chất lượng hiển thị rất tốt, màn hình sáng và góc nhìn rộng. Đó là điểm mạnh của Nomi 3S so với các đối thủ khác. Bởi vì những cái máy ở cùng tầm giá này thì nếu không phải là màn hình tối thì độ phân giải sẽ chưa cao. Nomi 3S thì lại xuất sắc trong cả ba mặt trên. Như vậy thì lại thêm một lý do nữa cho chiếc điện thoại này là một sự lựa chọn hoàn hảo. Ta có thể thấy là với khoảng 3,5 triệu đồng, bạn sẽ được trang bị đầy đủ phụ kiện, được sử dụng một thiết kế cao cấp chắc chắn với cấu hình và chất lượng hiển thị tốt, giao diện đẹp mắt, tiện lợi. Chung lúc đầu khi chưa biết mình cũng đánh giá thấp chiếc điện thoại này, bởi lẽ là mình cũng không tin là nó thực sự được như những lời đồn đại trong giang hồ, cho đến khi được trải nghiệm thực tế. Với mức giá quá tốt thì đây sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho những bạn học sinh, sinh viên thu nhập hạn chế. Vậy là chúng ta có thể tạm thời bỏ qua rào cản là một thương hiệu Trung Quốc để hướng tới hiệu quả về kinh tế. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.